Như vậy chúng ta vừa được giới thiệu về cái bài toán phân loại, và cụ thể đấy là bài toán để chẩn đoán về ung thư, chẩn đoán xem cái khối u chúng ta là lành tính hay ác tính. Chúng ta sẽ đi sang cái mô hình logistic regression, cái mô hình mà nó giúp chúng ta giải quyết được cái bài toán trên. Đầu tiên chúng ta nói về cái đầu vào và đầu ra. Thì đây, để đơn giản hóa, chúng ta sẽ nói về cái bài toán mà nó chỉ có một cái trường trong input đầu vào, đấy là cái kích thước của khối u tính bằng cm. Thì ở đây tôi có cái tập hợp dữ liệu training, nó gồm 16 cái bản ghi. Mỗi bản ghi tôi có cái input đầu vào là kích thước khối u tính bằng cm, và cái nhãn của nó, đầu ra của nó, lành tính hay ác tính. Nếu lành tính thì nó là 0, còn ác tính thì nó là 1. Đây, các cái khái niệm mà chúng ta đã được nhắc đến trong cái chương trước, bao gồm cái tập training này, rồi cái đầu vào ký hiệu là x, đầu ra ký hiệu là y. Mỗi một cái training example là một cái cặp x và y. Chúng ta sẽ dùng cái ký tự y nhỏ để ký hiệu cho cái thứ tự của cái training example trong cái tập dữ liệu training. Thì đây chúng ta có y nhỏ sẽ chạy từ 1 đến 16. Và chúng ta ký hiệu m là số example trong cái tập dữ liệu training này. Cụ thể đây m sẽ bằng 16. Đây là một số các cái quy ước. Chúng ta cũng quy ước hoàn toàn tương tự như khi mà chúng ta tìm hiểu cái mô hình hồi quy tuyến tính thôi. Ở đây tôi xin nhắc lại để các bạn nắm được. Thì với một cái mô hình, đầu tiên chúng ta sẽ có cái tập dữ liệu training, và sau đấy chúng ta sẽ đưa vào các cái thuật toán training. Thì các thuật toán training chúng ta sẽ là một cái hàm y mũ bằng fx. Trong đấy x là đầu vào, f là chính là thể hiện cho cái mô hình chúng ta, và y mũ là cái giá trị mà mô hình nó dự đoán ra. Như bạn có thể thấy phía trước đấy chúng ta có y, thì cái y đấy chính là cái nhãn mà chúng ta gán, còn y mũ là cái kết quả mà cái mô hình chúng ta dự đoán. Và bao giờ chúng ta cũng muốn cái kết quả mà mô hình dự đoán ấy, nó gần nhất với cái nhãn mà chúng ta dán. Nhưng trên thực tế nó bao giờ nó cũng có sự sai khác. Sự sai khác càng nhỏ thì chứng tỏ cái mô hình chúng ta càng hiệu quả và cái độ chính xác nó càng cao. Còn sự sai khác lớn có nghĩa là cái mô hình chúng ta đang hoạt động với cái hiệu quả thấp. Với cái bài toán hồi quy tuyến tính ấy, thì cái hàm f của chúng ta là một cái hàm tuyến tính, tức là một cái đường thẳng y mũ bằng fx bằng với kép nhân với x cộng b. Nhưng với cái hàm hồi quy logistic thì cái hàm số của chúng ta sẽ là gì? Thứ nhất, nó chắc chắn không phải là một cái đường thẳng nữa như chúng ta vừa khẳng định trước đấy, mà nó là một đường cong. Vậy cái đường cong của chúng ta nên là đường cong như thế nào? Thì nó là một cái chữ f, đúng không ạ? Chúng ta phải tìm một cái hàm số nào mà có cái đồ thị nó tương tự như cái chữ F này. Thì một trong những cái hàm số rất nổi tiếng ở trong học máy, nó có cái đồ thị gần giống chữ F này, đấy là hàm logistic. Hàm logistic chúng ta ký hiệu ở đây là G, và cái biến số của nó là Z. Thì G của Z sẽ bằng 1 chia cho 1 cộng E mũ trừ Z. Đây là một cái hàm khá đặc biệt và chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái hàm này. Hàm này người ta gọi là hàm sigmoid. Thì cái hàm sigmoid này nó có cái đặc điểm gì? Cái phương trình của hàm thì chúng ta đã biết rồi. Đó là g của z bằng 1 chia cho 1 cộng e mũ trừ z. Thì khi mà z tiến về âm vô cực ấy, thì e mũ trừ z nó sẽ tiến về dương vô cực. Và cái mẫu số của cái hàm nó sẽ là dương vô cực. Do đó 1 mà chia cho dương vô cực thì nó sẽ là tiến về 0. Ngược lại, khi Z tiến về dương vô cực thì trừ Z nó lại tiến về âm vô cực, và E mũ trừ Z nó sẽ tiến về 0. Và khi đấy chúng ta có là cái mẫu số nó sẽ tiến về 1 cộng với 0, tức là bằng 1, đúng không? Và 1 chia cho 1 thì sẽ là bằng 1. Có nghĩa là khi Z tiến về dương vô cực thì hàm số sẽ tiến về 1, còn khi Z tiến về âm vô cực thì hàm số sẽ tiến về 0. Như vậy, cái hàm sigmoid này nó có cái giá trị nằm giữa 0 và 1, và nó có cái dạng như là cái hình chữ S mà chúng ta thấy ở trên đây, và nó có vẻ như là một cái đường cong lý tưởng cho cái bài toán phân loại chúng ta. Tại sao lại lý tưởng? Thứ nhất, nó có thể giúp chúng ta có một cái nhánh ở phía gần 1
để tiếp cận với những cái điểm dữ liệu, gọi là những cái điểm dữ liệu dương tính, tức là có giá trị bằng 1. Ngoài ra nó có những cái nhánh gần với trục hoành, tức là có giá trị gần bằng 0, để giúp chúng ta tiếp cận với những cái điểm dữ liệu âm tính ở đây. Ngoài ra, cái giá trị dự đoán của nó không bao giờ vượt quá 1 và cũng không bao giờ dưới 0. Do đó, nó rất phù hợp với cái bài toán chúng ta là chỉ dự đoán ra hai giá trị là 0 hoặc 1. Một số cái đặc điểm của cái hàm sigmoid này. Thứ nhất, thì như chúng ta thấy nó không phải là một cái hàm tuyến tính. Nó gọi là một hàm phi tuyến tính. Ở đây chúng ta ký hiệu nó là G và Z sẽ là biến số của nó. Giá trị của nó sẽ nằm giữa 0 và 1. Và các bạn lưu ý nó sẽ không bao giờ bằng 0 và cũng không bao giờ bằng 1. Có nghĩa là nó lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 thôi. Và nó là một hàm đồng biến. Như các bạn thấy, cái hàm này nó chạy từ 0 đến 1 và nó luôn luôn tăng khi mà Z tăng. Khi Z ở âm vô cực thì nó sẽ tiếp cận đến 0. Còn khi Z ở dương vô cực thì nó tiếp cận đến 1. Nhưng mà trong cái quá trình tiếp cận đấy, quá trình mà Z chạy từ âm vô cực đến dương vô cực, thì cái hàm này nó chỉ có tăng không thôi. Nó không bao giờ nó giảm xuống một chút nào. Thì cái hàm như vậy, trong toán học người ta gọi là hàm đồng biến. Công thức của nó, xin nhắc lại, G của Z sẽ bằng 1 chia cho 1 cộng E mũ trừ Z. Và cái điểm quan trọng nhất ở đây, đấy là giá trị của nó. Nó sẽ nằm ở giữa 0 và 1. Và đây là cái lý do chủ chốt tại sao chúng ta lại chọn hàm sigmoid để giải quyết cái bài toán phân loại nhị phân của chúng ta. Thì về cái mô hình hồi quy logistic này, chúng ta đầu tiên chúng ta đã có tập dữ liệu training và chúng ta đã có thuật toán y bằng fx. Thì đây chúng ta đã nói chúng ta sẽ chọn cái đường cong gz bằng 1 cộng e mũ trừ z. Thì cái fx này chúng ta sẽ định nghĩa bằng cái gz này. Với z bằng cái gì? Z sẽ bằng vkx cộng với b. Như vậy, cái hàm fx của chúng ta sẽ được tính bằng hai bước. Bước đầu tiên là tính cái z bằng vkx cộng b, tương tự như mô hình hồi quy tuyến tính. Nhưng sau đấy chúng ta sẽ thay z vào cái hàm gz này. Và cái giá trị đấy chính là giá trị của cái hàm fx của chúng ta. Nếu chúng ta thay z bởi vkx cộng b ấy, thì chúng ta sẽ được cái công thức của f sẽ bằng 1 chia cho 1 cộng e mũ trừ vkx cộng b. Và chúng ta thấy cái input đầu vào của hàm f này là x và nó sẽ phụ thuộc vào hai tham số là v kép và b. Vậy đây là công thức tổng quát của cái hàm f của chúng ta cho cái bài toán hồi quy logistic. F phụ thuộc vào v kép b của biến x sẽ bằng 1 chia cho 1 cộng e mũ trừ v kép x cộng b. Và chúng ta sẽ có cái đồ thị của cái hàm này. Nó có cái hình chữ S như thế này. Thì đây là cái mô hình hồi quy logistic.